Nguyên cái xóm ta mặc đồ thôn quê vậy, có cô trong xóm mặc đồ đẹp quá trời. Mày không thấy trong xóm này đâu, Mỹ mới về nè. Thế tôi biết cô ở xóm nào tôi lại tôi ở luôn. À, nói Mỹ mới về thì tôi lại nghĩ tới Việt Nam qua. Bây giờ thì cái chuyện mà Mỹ đi về Việt Nam rồi bên Việt Nam qua rất là nhiều. Có người đi thăm gia đình, có người cho mẹ đi chơi, có người cho ông bà đi chơi, có người rồi cũng có vợ gả chồng. Cho nên cái chuyện đi qua Mỹ chúng ta thấy rất nhiều trong những chương bài. Câu chuyện sau đây được viết và dàn dựng bởi đạo diễn Hùng Lâm trong vở hài kịch Welcome to America với Quang Minh, Hồng Đào và Vân Sơn. Welcome to America! Yes! Hello! 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 Đi lẹ dữ vậy con, mày phải chờ má chứ. Trời đất ơi, má cái gì, bên Mỹ mới nói nhỏ nhỏ thôi mà nói lớn quá nó bắt á. Trời đất ơi, làm gì kỳ cục vậy, tự nhiên bắt má nhỏ. It looks more Japanese. How can you tell? See that dragon on his arm? Nó nói ai vậy con? That's a Japanese dragon. Trời ơi, biết ba. I guess. Why don't you go ask them? I don't speak Vietnamese. They're Japanese though. Cái gì vậy? Well, I don't speak that either. I got it. Con ơi. I got it. Check it. All right. Để, go for it. Nó qua con ơi. Chết rồi. Hey. Hey. Told you that was Japanese. I guess. Let's go back over here. Cái gì vậy con? Trời đất ơi. Đâu, bà thấy chưa? Con ơi, cái gì vậy? Không phải, nó thấy hai mẹ con mình sang quá, tức làm quen. À, vậy đó hả? Hàng như nó chào đó hả? Ủa mà anh mày tới chưa? Anh hai mày tới chưa? Ủa sao giờ này anh hai chưa tới nữa má? Trời con ơi! Dạ má? Đừng có đi xa quá, trời mày đi rồi má theo không kịp rồi má lạc là chết má. Trời ơi, trời ơi lạc con gái dặn trường. Má. Cô nói má nghe nè. Cái gì? Không có lạc được đâu. Sao vậy? Bởi vậy cô dặn má mấy câu tiếng Mỹ á. À. Để có gì má lấy ra má xài, má còn nhớ không? Có, ngồi trên máy bay mày mấy tiếng đồng hồ ta thuộc lầm lòng rồi. Vậy bây giờ cô hỏi má là cái phi trường này là cái phi trường gì? Lát ở giờ lên. Trời ơi, phi trường gì mà ở dơ má? Thì con dạy má. Trời ơi, có dặn má rồi. Ờ. Tiếng Mỹ á, là mình phải nói mình cong cái lưỡi lại. Ờ. Mình lớn giọng, mình xuống giọng, xong mình xì ra một cái ra tiếng Mỹ. Khó quá con ơi. Mình nói là phi trường Los Angeles. Trời ơi, khó quá, má nói không có được. Trời không, ơi, phải được. Tao nói mày nghe, giờ má lớn tuổi rồi, học tiếng Anh, tiếng U má khó lắm. Cái má phải chế, rồi má dịch, rồi má ghép vô để má nhớ. Ví dụ chẳng hạn như là lát nè, ở giờ thì phải lớn chứ đi đâu có nổi đâu con. Trời ơi, má còn chế chữ nào nữa không? Hả, tụi mày. Nói con nghe đi. Nói ra đừng cười má nghe. Nói đi, cười gì má. Nói nào ngay. Tao thủ mấy chữ trong bụng á. Rồi. Tao quên chữ này, tao có chữ khác. Chữ gì má? Ví dụ hỏi ở đâu, tao nói eo ơi, cái ca, cái ly. Trời ơi trời. Hả? Cái ca, cái ly là gì má? Ủa chứ anh mày đang ở tiểu bang nào đây? Tiểu bang California. Đó, cái ca, cái ly phọt ra cái nhà. Mày mới nhớ được chứ. Trời ơi, tôi sợ má tôi luôn à. Còn eo ơi là gì má? Đoán đi. Trời ơi, má nói sao cũng đoán được. Đoán đi. Eo ơi là gì quý vị? Eo ơi. À, hay, má mà hay quá. Thấy không? Ơi. Trời, bây giờ tôi nói bà con nghe thông cảm, tôi qua đây tiếng Mỹ tôi quê mùa lắm, bị mình lớn tuổi rồi đó. How are you? I'm fine, thank you and you. Thấy không? Trời đất ơi, má cũng cố gắng dữ lắm đó,
bà con thông cảm cho tôi chứ không phải này tôi biết dù này tôi biết dù tôi thấy không, trời ơi tao nói tiếng nước ngoài phải tiếng mẹ đẻ đâu, cho nên cố gắng gồng dữ lắm chứ không phải quê ở dù lát ở giờ lát eo ơi cái ca cái ly đó bà nghe vậy. Một lát anh hai ra đón con ha à. Con nói toàn tiếng Mỹ luôn không thua gì anh hai hết. Đó, cái thằng này tới đây hai anh em mà thằng này nó tính tình hơn thua từ nhỏ à. Anh em trong nhà mà nó đòi hơn thua, mày hơn anh mày nổi không? Trời, tao nói suốt ngày ở nhà ở Việt Nam á, anh nó gửi tiền về ăn xài rồi đó, coi mà đòi hơn thua anh hai à. Đi chơi không vậy mà đòi hơn thua. Má nói vậy người ta tưởng quan con à. Sao? Tưởng con làm biếng à. Chứ sao? Má công nhận con hồi xưa có đi làm không? Thì cái đó có. Mà má thấy con làm cực khổ không? Thì cái đó cũng có, đúng. Mà lương một tháng con làm á, bằng lương anh hai con làm có một ngày à. Thì đúng. Vậy con làm chi cực khổ. Bởi vậy con để dành sức khỏe à. Để con lo cho má à. Con để dành đầu óc để con tư duy con làm chuyện lớn. Trời đất ơi, má chưa thấy con làm chuyện lớn nghe, mà má thấy con làm lớn chuyện không à. Trời, tao nói tiền anh nó gửi về, tao nói nó xài, nó ăn chơi, tao nói đủ thứ chuyện trên đời hết trơn á. Má nói làm cho anh hai gửi tiền về của mình con xài vậy, má cũng xài vậy. Hai mẹ con mình chia nhau 73 chứ bộ. Đó, nói cái vụ chia tiền tôi mới bật à. Đó, trời, thằng con tôi nó có hiếu ghê vậy đó. Tiền anh nó gửi về nó chia 73. Nó nói má già rồi, má ăn ít, má lấy 3 phần, nó lấy tới 7 phần vậy đó. Bởi tôi bực mình dễ sợ, nhiều khi tiền gửi về gây lộn hoài. Cái bực quá tính gọi điện thoại cho anh nó, nói thôi, đừng có gửi nữa. Má. Má nói anh 2000 buồn á. Sao vậy? Trời ơi, anh đang gửi tiền về lo cho hai mẹ con mình, tự nhiên má biểu anh đừng gửi à. Nhiều khi ta cũng thấy ta tội nghiệp anh hai mày. Có gì đâu tội nghiệp má. Sao? Này anh tự nguyện gửi về, mình có xin sỏi đâu tội nghiệp má. Cái gì? Trời ơi, má thấy hai mẹ con mình không? Sao? Không bao giờ xin tiền anh hết, anh tự nguyện gửi về có đâu tội nghiệp. Đúng rồi, con tự ái lắm, đâu có giờ con hỏi con xin tiền anh hai con đâu. Không bao giờ con xin tiền. Mày gọi điện mà hỏi thăm không à. Đó. Câu đầu mà hỏi anh hai khỏe không, cái câu sau mày tấp vô liền à. Anh hai ơi, bạn em nó có cái ai bón đẹp quá. Cái gì ai bón má? Thì tao nói tao già, tao nói tiếng Mỹ tao phải chế cái gì mà hình chữ nhật vậy nè. Nó giống như cái vàng lá vậy mà chơi nó có trái bom á. Nó vừa coi như là nghe nhạc mà vừa coi phim vậy đó là cái... Má ơi, cái đó là ai bóp. Ai bóp hả? Mấy ai bóp. Mày nói anh hai mày bạn em nó có cái ai bóp xì đẹp quá. Em mà có cái ai bóp trong tay là em chết em cũng cam lòng. Trời ơi, anh nó bên Mỹ tao nghe, trời ơi, anh nó nghe đứt ruột chứ. Cái chừng tuần sau gửi tiền về mua cái ai bóp liền à. Con, mày cầm cái iPod trong tay này mày có chết không? Mày đâu chết rồi mày sống nhăn răng à. Đâu có chừng tháng sau nó gọi điện thoại cho anh nữa. Anh hai ơi, anh hai khỏe không? Cái câu sau nó dập liền à. Anh hai ơi, bạn em nó có máy vi tính kẹp nách đẹp quá. Gì máy vi tính kẹp nách má? Chứ gì? Cái đó là máy vi tính cầm tay. Mày dám cầm tay không? Trời ơi, $1,000 mày cầm tay mày kẻ gian đi nghe. Nó dớt một cái bạc là mất hết $1,000 con. Đó, mày làm sao á, anh mày tao thấy cực khổ dữ lắm á con. Ủa sao mày biết, má biết cực? Thì má đoán vậy đó con, bị một gọi điện sang hỏi nó cuộc sống sao nó đâu có trả lời má đâu. À hèn chi, má nằng nặc đòi anh hai lãnh hai mẹ con mình qua đi chơi coi làm sao phải không? Thì nói nào ngay, má cũng muốn qua đây má tận mắt má coi con nó sinh sống làm sao. Dĩ nhiên là sướng rồi má, Mỹ mà. Thì má cũng muốn coi con nó mừng ăn làm sao. Dĩ nhiên là good rồi, Mỹ mà. Còn biết bây giờ nó mập ốm ra làm sao nữa. Dĩ nhiên là mập rồi, bơ sữa nhiều quá, Mỹ mà. Rồi có thân mình không biết là có hư đốn không nữa. Dĩ nhiên hư rồi, Mỹ mà. Đó, cũng vì cái chuyện đó đó mà má mới qua đây nè. Để má muốn nhìn tận mặt anh hai mày biết không. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Muốn nhìn tận mặt anh hai mà làm hai tốn 3,000 tiền vé máy bay. Má muốn nhìn tận mặt thì ở Việt Nam mới nhìn cũng được vậy. Má cứ lấy cứu album ra à. Má dở ra má sẽ thấy một tấm hình một người con trai từ Mỹ gửi về à. Một chàng thanh niên mặc bộ đồ vest trắng nõn đứng kế bên một chiếc xe Lexus màu đỏ. Ê quên, Việt Nam Lexus còn bên đây là Lexus màu đỏ à. Đó rồi má sẽ tự hỏi với má là ôi thằng con của ai mà đẹp thế nhỉ. Con của má chứ con của ai. Đó, vậy là má nhìn tận mắt rồi. Không có, bị mày chứ có con mày chưa biết biết không. Lòng mẹ mà mới muốn qua xa nó lâu quá rồi. Muốn qua coi như nắm lấy tay nó rồi rờ mặt nó cho đỡ thương nhớ. Tưởng sao chuyện này còn dễ nữa. Má muốn nắm tay anh hai phải không? Tay con nè má nắm đi. Má muốn rờ mặt anh hai hả? Mặt con nè má rờ đi. Con cũng là con của má vậy. Có, má có chứ. Mỗi lần mà tao nhớ anh hai mày đó, má cũng len lén nhìn con đó. Mà mỗi lần má nhìn con đó,
tự nhiên má thấy hốt hoảng. Ủa sao hốt hoảng trời? Má thấy lo sợ. Trời gì lo sợ? Má thấy lo âu. Gì đâu lo, thôi má ơi, anh lớn rồi lo chi má. Trời ơi, tao nói thiệt với anh hai mày, mà giống mày với tao tự tử tao chết chứ tao sống gì nổi à mày. Trời ơi, sao vậy má? Trời ơi, đây bà con cô bác coi, tôi không biết coi này, đàn ông con trai gì mô đen gì tôi không biết, mà tao nói lỗ tai nó bấm bên đây 3 lỗ, bên đây 6 lỗ vậy đó. Tao nói tôi khóc hết nước mắt, nó đòi bấm ở đây nè, rồi ở mũi, rồi ở lưỡi nữa, không biết sao nói à. Con người nè, tao nói xâm, tao nói nát ngú hết trơn à. Mà cái thời trang gì nghe, nó từ rúng trở lên nó xâm đen nghẹt, cái từ rúng trở xuống để trắng bóc à. Trời ơi nè, không tin mày cởi đồ cho bà con coi. Má, má kỳ ghê. Cởi đồ bà con coi. Con nói thiệt với má nha, con ăn diện gì để làm chi? Chi? Để con qua bên Mỹ đây nè, để cho anh hai thấy là Việt Nam mình bây giờ tiến bộ lắm. Trời ơi. Con nói thiệt với má nha bạn, con bên Mỹ về nha. À. Mà về Việt Nam là Việt Kiều rồi gì? À. Đi với con đi vô nhà hàng nha, không ai nhận ra Việt Kiều Việt Nam hết đó. Chỉ khi nào trả tiền mới biết là Việt Kiều. Con thiệt má, con ở Sài Gòn con chơi nha. Việt Kiều về gọi con là cái gì không? Là gì? Dân chơi high class mà no income á. Là sao? Là chơi không cần làm. Trời ơi, anh mày gửi tiền về không lấy đâu mà phải làm. Ờ. Ờ mà nhắc tới anh hai con sao giờ này lâu quá nó không ra con. Mày nhớ không? Anh hai có gửi điện thoại về cho mình. Có điện biểu thoại. Mình tới phi trường là mở điện thoại ra gọi cho ảnh liền. Ồ vậy hả? Điện thoại đâu? Con giữ mà. Má giữ mới nói không, con. Mày giữ, mày đừng có. Má giữ con có không? Má giữ. Trời, trời tao cột trong đây là tao nói ra giờ rồi đó. Nè con. Trời điện thoại má bóp nhắc đâu vậy? Trời tao sợ bị rạch bóp. Ở bên Mỹ mà rạch bóp. Mỹ không có rạch bóp đâu má. Cái rạch gì? Rạch mặt à. Đổ chơi thôi má. Thôi gọi đi con. Để con gọi. À. Rèn má. Rèn hả? Có anh mày chưa? Yes. Có cái gì? Rồi sao? À, gặp anh con chưa? Không gặp anh con ơi. Chứ gặp ai? Gặp cái bà nào mà nói. Bà nào vậy? Má nghe con mở má nghe nha. Ồ, má không nghe, nó con mở speaker lên cho má nghe nha. Má không nghe. Tao nói rèn không nghe. Má nói đi má, nói đi. Tao nói mà tao không nghe mà. Nói đi má. No. Nói đi má. No. Nói đi má. No. Nói đi má. No. Cái này chứ anh vậy? No. No. Trời, đang nói chuyện điện thoại có đạt, tao chút hơn kìa. Chứ tao đâu có biết gì đâu. Má nghe gì mà nói nô vậy? Trời, chứ mày nghe gì mày kêu giác vậy? Hả con, nó nói cái gì vậy? Ủa anh mày gửi tiền về cho mày học tiếng Mỹ tiếng Anh mà sao có như đây mày nghe không được vậy con? Từ sách chữ nha. Làm gì mặt mày xanh lét vậy? Cái gì xanh lè xanh lét má, tao đi máy bay mệt chứ gì đâu. Thì coi nó nói cái gì, ai từ. Vậy mà sao có tiếng đàn bà trong gọi cho anh hai. Ờ. À. Mở nhỏ thì nó trả lời. Ờ. À. Con nghi là bồ ảnh đó. Bồ nó ở hèn chi, trời ơi, nó nghe tiếng má chồng cho nên nó cúp phone liền vậy đó. Trời ơi, để con suy nghĩ con ráp chữ được không nó. Ờ, rồi nó mà nó nói cái gì? Con cái câu này đó, chắc bà nói là biểu mình ở đây chờ. Kêu ở đây chờ. À. Anh hai anh ra anh đón. Anh hai sẽ ra đón. À. Nhưng mà con nghe có số nha má. Số hả? 714. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 714 có nghĩa là anh biểu mình chờ 7 phút 14 giây anh ra. 7 phút 14 giây? Ừ. Trời đất ơi, sao Mỹ nó chính xác quá vậy chính con? Chính xác lắm. Ê, má ơi, điện thoại tới nữa má ơi. Hello. 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 Hi. How are you? I'm fine, thank you. And you? Excuse me. How are you? I'm fine, thank you. And me? Thằng nào khùng vậy trời? Ai khùng Mỹ? Việt Nam. Việt Nam hả? Anh ơi, có mình đó không anh? Mình nào? Mình lát á. Anh Sơn hả? Anh là Sơn Ghẻ nè. Ủa anh Sơn Ghẻ? Ừ. Ủa anh hai con, anh tới phi trường rồi, em ở đâu? Ở đâu anh kêu không có? Em đang ngoài chỗ phi trường nè. Ở đâu? Em đang đứng ở chỗ bảng Welcome to America nè anh. Welcome to America phải không? Ok, để anh vô anh kiếm, đứng yên đó nghe. Đứng yên đó nghe. Welcome to America. À, anh đang nghe bảng này nè, em ở đâu? Em đang đứng nghe bảng nè. Anh đứng ngay cái bảng luôn nè. Anh mặc áo màu gì? Anh mặc áo màu xanh. Em mặc áo mặc sát nách màu trắng. Cái gì? Anh Minh. Yeah. Anh ơi, mày em lớn được ký đầu hoài à. Gặp mày ký đầu mới đã, tao lớn quá. Sao? Xin lỗi nha, này xe nó kẹt quá trời, nãy anh đi ra làm trễ, anh đi đón trễ. À. Nhưng mà em đây rồi, má đâu? Má hả?
Má, má, má. Sao vậy con? Ủa sao vậy anh hai? Minh. Cái gì vậy? Mình nói má đây, má đâu? Má, má. Minh, Minh, Minh. Gì vậy anh hai? Mày chơi kỳ mày. Sao kỳ? Tao kêu mày dắt má qua mà mày dắt ghế nào tới ghê hả? Hả? Má, má, má. Anh nhìn kỹ có ai? Má nè con. Má. Má. Bữa nay mà con không biết là có má gì Minh đi qua con đi đón á. À. Bình thường gặp ngoài đường nhìn không ra. Đó, má thấy không? Đúng rồi đó mà. Má nhìn con với thằng ba, má không biết đứa nào Việt Nam, đứa nào Việt Kiều nữa. Anh hai. Sao bên Mỹ vậy thì ghê này. Hình ảnh sao không giống gửi về mặc đồ vét vậy con? Trời ơi. Như Kiều vậy kỳ quá. Mai tôi qua chơi, tôi ở luôn tôi hố rồi. Không có thể nói vậy đó Minh, sao cho nói thăm coi lúc này sao, hồi nãy đi máy bay sao, mệt không? Em fine, thank you, and you? anh khỏe. Nhưng mà lúc này Việt Nam sao, làm ăn sao, được không? Yeah, em fine, thank you, and you? I'm good, and you know, I got a good job, and today I'm come here to pick up you and mom. I'm so happy today, welcome to America. Nói dài quá không hiểu. Nói ngắn anh ơi, nói dài không hiểu vậy nè. Nói biết có mấy chữ là đừng có nói quá, nó ngọng đó. Má. Còn con đó, trời ơi, má nhìn con sao, sao vậy con? Dạ đâu có sao má, thì ở bên này vậy là bình thường. Dạ. Với lại con đâu có vợ con gì đâu mà chân diện chi cho nó rườm rà má. Vậy đó hả? Dạ. Ủa? Anh hai, giờ này mà anh chưa lấy vợ hả? Trời, bên này kiếm vợ cũng khó lắm, với lại tìm ưng ý cũng khó lắm, đâu phải vậy. Cái kiểu anh hai còn thương con Thụy. Thụy bán trái cây ở đầu hẻm cho mình phải không? Có không? Có không? Má về bển má nói anh tiếng cho. Đừng có nhắc, con Thụy con nói mới nghe, mới nhắc cái con nhớ liền à. Nguyên cái thùng trái cây nghe, trưa hè để nguyên cái thùng trái cây gọt sẵn nghe, ướp nước đá nghe. Nó ngồi ở ngoài sau cái thùng trái cây. Trời ơi, tóc dài nè, bận cái áo bà ba, mặc cái quần đen, nó dễ thương sao đâu á. Anh hai ơi, bây giờ nó thay đổi lắm, nó hết quê rồi. Nó không để tóc dài nữa mà nó cắt tóc ngắn vô tóc vàng giống y chang như má. Y như má vậy nè. Y như má gì luôn. Mà sang dữ lắm ơi. Ha, bây giờ da nó đi tắm trắng đó, trời ơi, nó tẩy da ra trắng nhách y như má luôn. Y như má vậy đó. Y như má gì luôn. Y như má vậy mà con biết không? Nó ăn bận cũng như sang trọng y như má vậy nè. Con mình mà nó lúc nào nó còn thương con, bây giờ con muốn á má về cái má nói cái má bưng qua cho con liền, má đừng có sợ nó quê. Bây giờ nó sang như má vậy nè con à. Vậy nó giống y như má đẹp vậy lắm anh hai ơi. Con thích không? Nó giống má gì con không có thích đâu. Kỳ này, cái kỳ vậy? Để tao. Con nói làm sao? Con mày vừa nói gì vậy? Dạ con đâu có nói gì đâu, con đâu có nói. Trời ơi má, bay coi như mười mấy tiếng đồng hồ máy bay sang đây ăn diện đẹp đẽ rồi, giờ con nói lại nghe coi là con nói cái gì, nói dạ, nghe. Dạ không có coi. Con không có nói gì hết. Nữa. Không, con phải nói, má là má của con nghe. Má muốn con nói thiệt à. Tao mà biết mày nói láo là tao buồn dữ lắm mà. Bây giờ tao hỏi nè. Như má vậy nè, con có thích không? Nói thiệt nghe. Như má như vậy nè, có thích không? Do you like it? Oh. Do you like it? I don't like it. Má gì mà anh không kịch hả? Không, anh không được. Mày nghe rõ ràng phải không? Vâng. Bà con cô bác nghe rõ ràng phải không? Thằng con tôi nó nói là nó không thích tôi như vậy phải không? Thôi bà, con xin lỗi. Con nói rõ ràng như vậy là con không thích má phải dạ, không? Dạ. Con ơi, má cũng đâu có thích như vậy đâu con. Dạ. Mà bây giờ nghe lời thằng này nói qua đi là để cho nó đỡ quê, mới má ăn bận gì chứ má không có muốn. Cảm ơn con nha. Con má, là con của má đó. Con không thích má như vậy. Không có thích cái tóc má như vậy, thích má cái tóc dài giống như hồi xưa vậy đó, tự vậy nhiên hả? Cái đi nhuộm cắt lên vàng khe vậy. Muốn tóc dài không? Dạ. Có tóc dài liền con, cái thằng này nó mua cho má đội nè con này đó. Trả đi nè con đó. Được chưa con? Được chưa? Vậy là tóc dài. Tóc dài cái này má bới lên đó con à. Mấy tóc của má nè. Dạ. Cái đồ này cũng không hợp với má nữa, má mặc cái này kỳ quá à. Mặc này mắc tiền lắm đó con. Không được, má không có hợp. Rồi má cởi ra luôn nè con nè đó. Con này nè đó, trả mày luôn nè mày. Còn nữa con. Dạ má. Mở vali cho tao. Sao kỳ vậy má? Mau lên. Trời đất ơi, tôi mừng quá. Thằng chỉ có thằng hai nó hiểu thì thôi. Còn cái này nữa con. Con coi nha. Trời ơi, đây có phải là má của con không? Đây mới là má của con nè. Má. Hai. Trời ơi má mừng quá. Không, đủ mừng quá má ơi. Trời ơi. Thôi hơi đủ anh ơi. Cái gì vậy? Ông lâu quá anh ơi. Cái gì vậy? Má. Thôi rồi. Trời ơi. Này đủ rồi anh hai ơi. Cái gì vậy? Mày gì vậy Minh? Dạ đi. Mày
mày ôm má mười mấy năm nay không đã hả? Tao mới gặp má để tao ôm chút xíu thôi. Thôi đủ rồi, má. Chơi, trời ơi, đủ rồi. Không ôm em gì hay nào, muốn ôm em nè. Mày đi ghê chứ mà ôm gì má nè. Má mới là hình bóng quê nhà. Bóng quê nhà, thôi thiệt với má nha. Hả? Má đúng là thấy mới nói cũ à. Mày tính hết kỹ rồi nhỏ con thấy không? Không ngờ má tôi á, khoái hàng ngoại hơn hàng nội nha. Anh Hai cũng vậy, từ từ nha. Con giận á. Thôi, mừng quá. Con lấy cái hộp đỏ đỏ cho con, cho má. Má còn cái vụ này nữa con. Lẹ đi, mau lên. Trời ơi, đây nè, má nói con nghe nghe. Cái gì vậy má? Má có, đây đây. Có sổ đây. Coi như đây á, để má cho con coi. Đây là danh sách chi thu ngoại tệ. Là sao? Là gần 20 năm trời con ở Mỹ đó. Dạ. Con gửi tiền về cho má với thằng Hai, má ghi vô đây hết, không thiếu một cái đà ngày con nào. Con biết rồi, con gửi về má xài đi, con không có cần coi mấy cái này đâu, má cất đi. Mày để tao nói cho mày hiểu, chúng thôi mày hiểu lầm tao. Đây nè, tao nói mày nghe nè đó, cái lần đầu tiên nè, con mới qua Mỹ được 6 tháng nha. Con gửi về cho má với thằng ba 45 đồng. À. Lúc này đang thất nghiệp. Đó, chia 73, thằng này 20, má mượn. Mày sao mày? Ê mày! Lần thứ nhì đó, đó con gửi về cho má nè, 60 đồng. Lúc này là nhận được chớp đi bỏ báo thêm nè. Má chia 73, thằng này 40, má 20. Thôi được rồi, má đừng có nói nữa, con không muốn nghe cái này, con gửi cho má, má xài đi mà. Má nói để giữ cho má cái này đi nè, má nói con nghe nè. Tiền mà con gửi về cho thằng ba đó, ôi cho nó muốn xài gì xài, nó thanh niên mà nó muốn xài gì thì xài. Còn tiền á mà con gửi về cho má đó, má không đụng vô đồng nào hết á. Tất cả tiền á má cất trong cái hộp này nè. Tao nói mỗi khi mà nhớ con á, má len lén má lấy cái hộp má mở ra, má dòm. Trời đất ơi, tao nói mồ hôi nước mắt của thằng con tôi trong đây không à, không có nở xài. Rồi cái lúc thất bại đó, ai là người an ủi cho con? Trời đất ơi, má ôm con vậy má mừng lắm Hai à, mừng lắm Hai ơi. Ôm hoài. Vậy nghe, tiền giữ đi. Hồi lúc tao xách tiền qua đây thì má sợ mày giận, nhưng mà dọn vậy thôi, nhiều khi con cần á, mua đồ láng láng giống thằng này mặc nè. Mày bận đồ, tao thấy xốc xếch quá con.
Con bên này ok lắm má. Rồi giữ đi. Con giữ, má gửi cho má, má cứ việc xài má giữ đi. Tao nói cái tiệm trà phô tao bên kia còn bán được. Cất đi, tao má, không cần. Má cất đi. Đi cất đi mà. Trời ơi, tiền mà đưa qua đưa lại hoài, đưa đây con cất chứ. Tưởng sao Việt Kiều lấy thiệt kìa. Này theo dõi em á này. Cái boss. Boss. They right here. They right here. Oh. Oh. This is my mom. My brother. I told you they wasn't Japanese. Where'd you get in? We're sorry. We're really sorry, boss. They forget it though, man. Oh, I. Con ơi, bộ con đổi tên Mỹ là boss boss gì sao má thêm nó gọi con bằng boss boss không vậy con? Không có, nó làm gì cho con má. Gì? Là sao? Anh hay làm giám đốc công ty hả? Không phải. Anh làm tổng giám đốc lận. Chắc là... Hey, you guys, get the car ready. Pick them up. We'll go get the car. Go. Yeah. Hey. Hey. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Hẹn đi ra quả gặp nha. Nó hiểu tiếng Việt. Welcome to America. Yeah, welcome. Welcome to America.